À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Tô Tan Qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái cuộc chiến của nhà Pompey cùng với Viện Nguyên Lão để khôi phục lại nền Cộng Hòa. Ở tập trước thì nói chung là mình cũng đã tiến khá nhanh đấy. Bây giờ là mình đã kiểm soát được gần toàn bộ xứ Gô rồi. Và các cái lực lượng đồng minh của mình bây giờ đang tiến rất nhanh sang khu vực đất của thằng Đức rồi. Ở phía Nam Tây Ban Nha mình đã kiểm soát hoàn toàn đấy, hầu như là mình đã kiểm soát hết. Thanh niên này thì bây giờ I greet you as befits your reputation. Now, thôi kệ nó, đồng minh được. Mình sẽ cố gắng thuyết phục cái thằng đồng minh này, à thằng chư hầu này, nó chiến tranh với cái thằng welcome, Đức friend. để Welcome. cũng I, chính in my mình định lord's name, đề nghị nó nhưng mà will chưa give đồng you ý, a chắc là fair cho nó ít tiền answer là được before mà. the sun sets. Và tí tiền bôi chân vào chắc được thôi, hết rồi, Our để qua lượt hardening đã, hết must, tiền I rồi. think, continue a little longer. Your proposal lacks what I seek. Sẽ có cái trận đánh người Đức, thủy quân lục chiến của mình này. Kiểm soát xong xứ Gô thì mình có thể là đi theo lịch sử, mình có thể tiến sang nước Anh được nhỉ? Không biết mình có muốn thế không, thực sự mình có sẵn sàng cái việc nó lại đánh chiếm được một tỉnh khu vực phía dưới này, có vẻ lung tung quá nhỉ, mãi chưa đến đâu vào đâu. We hunger for battle. That is impossible. 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 Bên này thì chiến trường đóng băng. Nói chung là đóng băng. Khi mà các phe cũng không thể tiến lên, cũng không thể lùi lại. Mấy thằng chư hầu của mình thì nó cứ sang nó đánh tào lao một tí xong nó lại bị tái chiếm lại. Còn bọn phương Đông kia thì cũng không đánh được bởi vì là quân đội của chúng ta đóng ở đây đủ khả năng phòng thủ rồi. Các lực lượng của mình đóng ở đây rất dày, hoàn toàn có khả năng phòng thủ. Đấy, hoàn toàn có khả năng phòng thủ. Người Đức đang bị tấn công trên toàn tuyến. Bây giờ mình phải up quân đoàn mình chứ nhỉ? Đây, cho quân đoàn này đi. Thiếu mất mấy thằng chính trị gia rồi. Mua thêm chính trị gia cho vào đây chứ. Quân đoàn này mới là quân đoàn mạnh nhất này mà chưa thèm đi đánh nhau ấy. Giáp 134, tinh thần chiến đấu. Đây là còn chưa up, up lên nữa thì bao nhiêu nhỉ? My skills are yours. Do thám. That is impossible. No further orders. Mischief and mayhem. Quân Đức ở đây không có nhiều. Còn phía trên này thì thanh niên này vẫn còn đang, hai thằng này chắc chắn vẫn còn đang đánh nhau chưa xong. Giải quyết nốt được cái tỉnh này. Việt Đức ở phía dưới này sao cái thằng Mark Anthony nó chưa chịu chơi mình nhỉ?
The gods bless us. À đây rồi. I will recommend your worthy proposal to those who can ratify it. We are agreed. Mark Antony. Mark Antony. Chiếm lại được tỉnh. Không có công trình nào thiên. Chiến trường rơi vào tình trạng đóng băng. Các phe cũng liên tục đánh qua đánh lại nhau nhưng mà không đem lại kết quả. Cái gì phải đến đã đến rồi. Tiếp tục một cuộc chiến nữa với một người Đức nữa. Slum ở đâu ấy? Một Veneta nó bị tiêu diệt à? Bị chết à? Khỉ thật. Cho tiếp một hạm đội nữa lên đây nhé. Bây giờ phải thuyết phục được cái thằng này chiến tranh với thằng Đức nữa. In my lord's name, be welcome, and may the blessings of the gods. You speak well, and you offer much, but I cannot give agreement here. The gods gave you a clever tongue, but you have not yet used it to say what I need to hear. We had heard of your great... Ái xà, thanh niên này cũng nhảy vào liên minh này. Chiến trường phía Bắc là xong rồi. Ủa, thanh niên này đứng ngay đây sẵn sàng rồi. Vãi trưởng thật. Skimister. Thanh niên này bị dính phục kích này. Dính phục kích à? Nếu mà nói về phục kích thì quân Đức nó mới là mạnh về phục kích. Chứ còn các quân khác thì không mạnh phục kích lắm đâu. Đứng bên này tấn công thì chúng ta có cái sườn đồi nhưng lại không có khả năng ẩn nấp. Lăn cho nó phát cho nó chết sơ đi. Đóng hàng rào đây cho kỵ binh nó khỏi di chuyển. Rồi. Chỗ này không di chuyển được à? Praetorian Guard. Đứng được. Your orders. Thì đến đây thôi à?
chỉ có thể đứng được đến đây thôi. Thế thì cái quận rơm này cho nó đứng đây, cho đây lăn phát là được. And awaiting orders. Orders understood. Battle group ready. Cánh quân bên này nấp trong rừng. Anyone who breaks formation. Tấn công. Discover the enemy's hidden units. We have discovered the enemy's hidden units. Nó còn chưa kịp định hồn. Tấn công. Đây rồi. Phá tường rào xông vào, bọn này liều nha. Kỵ binh là chết rồi. Bắn vào này, nó chơi ngựa mình. Lạ ở đây. Biến lên, tấn công ở đây. One of our units has used all its ammunition. Stop. Brave Romans to a man. Right, see you there, luôn. Bẩn ác quá nhỉ. The enemy general is dead. King is dead and là xong. Đám này đánh trong một trời tuyết rơi như này. Nhanh quá. Ôi ôi, toàn rank 3 thế này thì ăn làm sao được. Rank 9 rồi nhá. Once. Ready for battle. Destroy them. Xong. Xong con ong. Xong con ong. Commander. Hết phim. Còn chiến trường phía bắc này nữa. Chiến trường phía bắc này mới là đau đầu. Nó còn cái thành này, tỉnh này rồi mới tái chiếm lại được. Thôi từ từ, chui ra bây giờ chưa ổn. Nó đâu có quân nhỉ? Cứ bình tĩnh đi. Giáp vàng.
mua thằng chính trị gia cho ở đây đã. Cộng 10 khả năng xuất sắc khi làm gián điệp. Haugen, swift and silent, a shadow among shadows. Quân đông phết nhỉ? Thằng này chiếm luôn lại cái vùng này. Không đủ tiền. Không đủ tiền. Bọn anh nó cũng không ưa bọn Đức lắm. Nói chung là nó cũng không ưa bọn Đức. The sword was drawn, but now it is blooded. End this feud. We offer. Trả 11.000 để được hòa bình. Nhưng mình lại chưa sẵn sàng cho việc đó. Các bọn người Đức này nếu mà chơi cái cuối cùng nó có cái đội lính cầm dìu đời cuối ấy. Nó gọi là Berkasser, có nghĩa là lại có một đứa con gái của chúng ta trưởng thành rồi. Gia tộc của chúng ta liên tục có những thành viên trưởng thành. Bỏ tí tiền ra để mua làm trung thành với bọn này. Con này nó ghét phương Đông này. Bọn này thì đi làm ngoại giao rất tốt luôn này. Nó thích phương Đông này. Bọn này lại ghét phương Đông. Cái gia tộc này nó toàn màu xanh luôn này. Rất là tuyệt. Chưa thể chuyển đổi hệ thống chính trị được. Khi mà mức độ trung thành của các phe nó chưa đạt đến mức cần thiết. Xong rồi, thằng này chắc chắn nó sẽ chiếm lại được. Ôi, núp Finter ở đây rồi. Nó có lính này rồi. Lính đời cuối đấy. Rất nhanh. Chết mất một champion đúng không? Rất nhiều champion đã hy sinh rồi. Tuổi cao sức yếu rồi, chết hết à? Thằng này nó đồng minh với thằng đệ của mình. Kỳ cục. A flapping tongue that speaks without. Our ancestors were proud men. Hồ.
Ready for battle. March. On the move. At your command. Make haste, men. Trời ơi, tướng 6 sao mà còn. Destination reached. Ủa. Commander. Ready. Tha hồ lực lượng phòng thủ. Phía bên này thì sao nhỉ? Chiến trường chưa có gì biến động mới à? Ai da. Hình như không nhầm được thằng này chiến tranh sang Đức rồi. Chưa. Sao nó đi lên đây? Please accept as a most humble audience for your terms, my poor sir. You serve your master as well. Nó có một quân đoàn đóng đây này. Lực lượng của mình đóng ở đây dày đặc khiến quân địch không thể dám tấn công ở lãnh thổ của mình được. Không dám tấn công. Cũng chả cần phải phát triển thêm hải quân nữa. Bây giờ quân của mình nhiều quá. Thêm hải quân nữa bây giờ là không cần thiết. Liên tục các cái thành viên gia tộc của chúng ta trưởng thành nhỉ? Nhiều thế. Mấy vợ cho vua đã. Vợ mới của Pompey. Khả năng sinh nở à? Gia tăng ảnh hưởng của gia tộc chúng ta lên nữa. Rất nhiều thanh niên có thể lấy vợ nhé. Rất nhiều lấy vợ lấy chồng hết này. Ôi cái này thì đông lắm. Đám này là đám cháu à? Ông nội vừa lấy vợ cháu lấy vợ này. Ôi dồi ôi, ngọt thế, lấy được 23 tuổi. Lão này bao nhiêu tuổi rồi? 75 tuổi rồi. Ôi dồi ôi. Con này chắc còn nhỏ rồi, chưa được. Ảnh hưởng gia tộc chúng ta phải tăng lên một chút xíu. Trung thành chắc chắn sẽ bị giảm. Ồ. Cho bọn này đi ngoại giao phát ạ. Cho nó lấy vợ này.
Đến vợ phát là tăng ngay có gì đâu. Đây này, có một tướng này, cho nó một quân đoàn đi. 900 này. Ngoại giao bọn Đức này không kéo khi dẹo. Mình toàn cho nó đi vào chỗ chết này. Còn cái phe này nữa. Cái thanh niên này thì không chịu lấy vợ. Thế mới khó cho mình. Không chịu lấy vợ thì khó cho mình thế. Chờ một chút, mình sẽ tấn công sang nước Anh. Chắc chắn luôn. Hay rồi. Thế lực của người Đức đang bị giảm dần. Ôi dồi, các hạm đội của mình vẫn đang tiến sang rất nhiều. Rất là nhiều. Ba hạm đội tiến sang khu vực nước Anh thì cuộc tấn công đổ bộ lên đảo Anh. À, chi trả 12.000 để được hòa bình, trở thành chư hầu của mình. À rồi, tốt rồi, trở thành chư hầu của mình rồi. Bị mình áp sát lãnh thổ buộc phải trở thành chư hầu của mình rồi. Salum ở đâu đấy? Sao mình cứ quên các công trình mình cũng xây ra làm nhỉ? Về với đội của anh. Are you brave or foolish? Ô, chết rồi. Ấn nhầm rồi. Khỉ thật, nó bảo mình hòa bình với thằng này. Tuyên chiến với thằng này, mình tuyên chiến luôn à? Mất toi vùng phía nam đấy rồi. Phải kiểm soát lại lốt cái vùng này đã. Cái này thanh niên bây giờ người ta gọi nó là tay nhanh hơn não đấy. Ôi ơi, giỏi hơi thật. Bao nhiêu công khôi phục lại được vùng này, bây giờ lại phải đi chiến tranh à? Ở nhà rút về đây khẩn trương không? Chiến tranh bây giờ. Ô, mất một thằng chiến hầu. Kiểm soát ở nước Đức này. Are you brave or foolish? Mất thằng này phí quá nhỉ. Welcome. Speak. Come on. You have the ear of my people. Do not waste words. We are worth your better. Chắc không được. Chắc không được.
Thực ra thằng Đức cũng còn gì quân đâu. Nếu mà thằng vợ này nó chiếm nốt đây nữa này. Ai à? Chiến binh nổi dậy. Kiểm soát hết rồi mình à? Vùng này nếu mình không nhầm là nếu mình chiếm được nó sẽ có cái công trình để tăng tuyển được cái đội xạ kỵ thì phải. Bức bóc trên đất của mình. Đứng đây bảo vệ chư hầu. Ôi trời ơi, bọn này nó tiến xa thế. Đưa quân sang các cái cả này ngay. Nó tiến đến tận đây rồi này. Nhanh vãi nhỉ. Mấy ông đệ ở mình làm ăn chỗ này kiểu gì ấy. Ready for orders. To your duties, men. Làm ăn kiểu gì để nó tiến sát đến tận đây rồi này. Commander. Faster, damn you all. Nó chắc không có gan tấn công vào đây. Chưa tới, chưa thể di chuyển tới được. Thành này thì chắc là không thể. Mất mất thằng chi hầu tiếc quá. Căn cứ tuyển đội kỵ binh sứ gồm của mình. Ồ. Rome needs good fighters. Mười chín à? Đây, thằng này nó bù cho một đơn vị nữa đúng không? Nó chuyển thêm một đạo quân nữa. Nhưng mà của phe của Pompey, toàn Pompey. Chỗ nào Pompey. Ồ. Rồi. Viri này. Quân đi cung. Sao mày kia mua kỵ binh sứ gồm? Không thằng nào dám tấn công ở đây à? Thuyết phục thanh niên này làm chư hầu. Welcome, friend. Welcome. You speak well. Ái giả, chiếm được cả một cái đảo bên này cơ. Are you brave or foolish? Ái giả, ái giả.
Mấy thằng đệ mình tiến cũng nhanh nhỉ? À, à. Được. Cử quân sang đánh giúp bọn đệ phát. Bây giờ thì quân của mình chưa đủ lực lượng. Bây giờ phải được có thêm quân tiếp viện ra nữa. Ấy, sao lại đi vòng qua nó thế này? Nó chiếm Tây Ban Nha của mình là chắc. My lord offers you peace. Tomorrow, his preoccupation with this war. Không chỉ làm chư hầu của anh thì không được đâu. We come to you in strength, to speak words of strength. Reply then, with a strength that welcomes peace. Ấy. Thấy chưa? Ai già đánh vào vùng bụng này của mình rồi. Tốt. Cái vùng này loạn lên thì có khôi phục được quân gì không nhỉ? Mình cũng chưa đánh nhau với bọn này bao giờ. Mình nghĩ là mình phải đánh nhau một trận xem nó thế nào chứ nhỉ? Bọn Tây Ban Nha này này. Gì đây? Mò mò rất quá nhỉ? Không có cửa đâu. Chạy làm sao được sang cái vùng đất khác mà chạy. Tấn công vào đây thì khả năng cao là nó chưa tấn công được ngay. Nhưng mà hai cái cả kia là dễ lắm. Mình phải cho quân phòng thủ cho nó. Bọn này nó tiến cũng hướng nhỉ. Chết vì cái tội tay nhanh hơn não. Tây anh não này đánh nhau bọn Tây Ban Nha kìa. Induction. Ghê đấy, tấn công tiếp ra đây là mình mất thêm một cảng đấy. Đưa tiếp các hạm đội lên đây đã. Kệ, cho nó đánh chiếm dưới này. Phía dưới này... nhỉ. Có quân đoàn nằm mình đóng ở đây không nhỉ? At your command.
Có các quân đoàn đóng ở đây này. Vẫn chưa ăn được nó. Về đây mua cái xe bắn đá đấy. Nâng đời xe bắn đá lên xe bắn đá đời cao. Ôi giời ơi. Này quân. Thế nó mới vui chứ. Bây giờ thằng Đức thì một nửa là ồ mà bây giờ chả biết thằng nào đánh thằng nào nữa. Cái chính là mình đã kiểm soát được Sứ Vô. Còn mấy thằng chia hầu thằng nào thích đánh nhau đánh hết. Mình chưa được có cơ hội đánh nhau với bọn này. Bọn bọn chúng đông. Cái bọn Tây Ban Nha này. Lúc quân của bọn nó như nào. Uầy. Tuyển đội đội cung thủ với Đức kìa. Krimin Kropperman. Đội nữ cung thủ Đức kìa. Spear Brother. Chả có gì mạnh cả. Về đây đã để thêm một đơn vị quân nữa. Rồi mới tiến sang đấy được. Xì. Thằng này nó sẽ đánh vào đây chắc luôn. Chúng ta có hai quân đoàn rút ra đây rồi. À, ô mình biết có quân đoàn đây thì mình đã di chuyển thêm một chút nữa. Hai quân đoàn. Đánh nhau với bọn phương đông mới mệt. Bọn ấy ấy chỗ này nó toàn những cái lính này. Núp phi tờ này, mình không hiểu là chúng có tuyển kiểu gì. Trong khi nhà lính nó mới xây đầy 2, đầy 3. Mà cái lính đến lính đầy 4 mà nhỉ. Xong. Giờ mày đi đâu? Còn phe nào là mình chưa đánh nhau nữa. Người Anh, người Đức thì mình cũng đã đánh nhau rồi. Đấy. Đang trung thành lên tiếp. Một nhánh theo hướng đó. Một nhánh theo hướng này. Quay. Không có nhiều kỵ binh, hai đội kỵ binh thôi. Quỷ đá. À, nhưng bọn này nó có lính kiếm của nó lém, nó lém lao được. Chỉ có đội núp filter kìa là mạnh thôi. Ôi, đội này của mình toàn lính giáp thôi à? Ồ, một trận chiến trong sương mù. Nó lại đánh nhau bão tuyết mới là sợ. Sương mù thì chưa là gì. Cho chúng nó lên. Ồ. Chả nhìn thấy cái gì này. Sương mù mịt quá chả nhìn thấy gì cả.
awaiting orders. Đây không phải quân đoàn liên hợp, có cả đội đại bàng. Đội này đội... Trời nắng mà. Ôi, giáp bọc đến tận tay. Nút filter à? À. Mạnh nhất rồi, đội lính mạnh nhất đây. Rồi. Mày à, mày mạnh. Nút filter. Thì lên đây. Úi dồi. Pháo của mình được cũng bắn thẳng, gần như là bắn thẳng. Nên là nó chính xác cao, nó đang sườn dốc để nó bắn thẳng. Cung thủ nó sẽ bắn thẳng. Binh này bị điên à? Mấy thằng kỵ binh này bị điên à? Lê Dương của anh á? Hả? Ngon thì vào đi. Ngon thì vào đi. Ngon thì ăn đi. One of our units has used all its ammunition. Đội vị nào? Ai già? Chỗ này bị thương nặng thế cả. Hướng đâu? Tốt rồi. Tấn công nó nhanh. Under attack. Tấn công. Đứng xa nhỉ? Mình không bắn được nó. Không bắn được nó. Sụp. Lát cho con. Ăn luôn. The battle is turning in our favor. Úi giời. May à. Mày cứ chết à? Fight will. Đúng rồi. Nó chạy à? Nó chạy. One of our units has used all its ammunition. Bọn này ném nào đấy? Xong đây. Lúc phim tờ này. Đấy. Lúc phim tờ. Lúc phim tờ. Brave Romans to a man. Come on! Red Riders of the Devil!
Advance at speed! Alista! Bắn vào đây. By your command. One of our units has used all its ammunition. Jupiter gives us strength. Rồi, khép chặt vòng vây. Legionaries! To forward! Orders and for glory! Xong rồi. We await your command. Forward! Cẩn thận chết quân mình. Your orders! Archers! As you command! Melee horsemen! Mày thích xông vào đây à? Liều thuốc cho trái tim à? Evocati, tấn công! One of our units has used all its ammunition. Không bắn nữa. Úi dồi. Mấy thằng Tây Ban Nha này. Đây mới chỉ là đội Armor, chứ không phải là đội cận vệ đâu. Sao? Còn thích đánh nhau nữa không? Còn thích đánh nhau nữa không? Thôi, hạm đội này cũng có thể di chuyển sang đây nốt được rồi. Tây Ban Nha này chịu làm chư hầu mình không nhỉ? Chiến tranh với cả thằng Ai Cập nữa cả. Chiến tranh với cả thằng này nữa à? À, tốt rồi. Thế thì nó chọn nhầm mục tiêu, quá chọn nhầm mục tiêu khi nó quyết định chiến tranh với cả thằng này. Are you brave or foolish? Do not attempt to sweeten truth. Xong rồi, thế thì phía dưới này ngon rồi. Từ đã, thanh niên này đâu rồi? Tấn công vào đây cho anh. Ai Cập. Cặp không có quân ở đây luôn, không biết quân của bọn Ai Cập nó đi đâu hết rồi. Chả hiểu cái thằng này nó nghĩ kiểu gì mà nó đi gây chiến với cả Ai Cập, cả thằng châu Phi nhỉ. Ready for orders. Quân đoàn này bây giờ mua mấy cái xe bắn đá. Ai già, cuộc chiến vẫn chưa có hồi kết à? Mấy thằng đệ mình vẫn đang đánh nhau loạn xì ngậu rồi. Thằng nọ pen thằng kia. Nó bắt đầu văn hóa thì làm sao loại cho nó thôi nhá được cái chứ. Được nữa mới xây được. We hunger on the move. At your command. Make haste, men. March. At your command.
Get moving, you wretches! Commander. Put your backs into it, you men. Bảo vệ chắc chắn hai cái đảo này á. Ái chà, ông đệ mình ông lên đây ông chiếm đây này. À, lại nó lại đây rồi, chắc lại đánh nhau tiếp, khó dữ lắm. Đây nữa này, chắc là cứ củ nhầy với nhau ở chỗ này, không có mình ra đây thì chắc là không thể giải quyết được. What? Ông đệ châu Phi này gớm thế. Ái chà, cả thanh niên này nữa này, đổ bộ qua đường biển này sang tấn công này, gớm thật. Nhưng mà cái khu này nữa, hai thằng này đang chiến tranh nhau mà chưa biết thằng nào phân định thắng bại. Đứng đây làm nó không dám tấn công, nó cứ đứng chết kẹt ở đây. Chiến đất đi. À, thằng này định lẩn vẩn vào nhà mình à? Nó thì chắc nó cũng không dám đánh vào đâu, nhưng mà tường cao hào sâu này nó đánh một phần. At your command, you will march till your feet bleed. Thằng đệ nào chiếm nốt cái chỗ này đi để anh có thể phòng thủ chỗ này cái. Cứ để... Ngon thế. Khu vực phía Tây Ban Nha bây giờ lại có thành ngon nhỉ. Mấy thằng kia thằng đệ của mình đó đấy. Quyết định xử đẹp cái thằng... Tây Ban Nha ăn đòn, yểm trợ cho mấy thằng đệ công thành của nó xem thành của nó như nào. Mình đánh thành của bọn Đức rồi này, còn bọn Anh nữa, cũng muốn một trận chiến với bọn Anh. Nhưng mà chờ hải quân của mình lên đã, các hạm đội của mình lên đã, cho nó chiếm hết khu vực phía nam này của mình đi, để cho mấy thằng chư hầu nó chiếm đóng được. Ấy, đỡ bị tham nhũng. Vùng dưới này mình có dùng gì đâu. Hai thằng đấy nó bỏ chiến tranh nhau rồi. Hai thằng chư hầu mình phía trên nó bỏ chiến tranh nhau rồi. Tất cả tiến sang Trung Đông. Ồ, thêm quân đoàn này nữa thì đẹp trai phải biết. Ba cái xe bắn đá nữa. Cần tuyển thêm đội kỵ binh siêu gô. À, không cần. Bọn này quyết định thôi đánh nhau rồi. Vùng này sắp có nổi loạn rồi. Sắp nổi loạn hết cả lượt rồi. Ready for battle. Make haste, men. Waiting for more orders. Solve it. How can I get that shield up? Đây à? Người Đức cuối cùng nhỉ. Ai chà, nắm bọn Đức ở trên này thế nhỉ.
tỏa cả nó phát ra nào. Tái chiến luôn. We hunger for battle. Phong tỏa cả nó lại. Đây, còn hai cái thành này nữa, chiếm lại đây. Cái hạm đội đây đâu rồi? Ồ, chưa đủ tầm tới à? Thằng Ai Cập nó đưa quân sang nhỉ? Quân này cứ đứng ở đây. I give you welcome. Let Zeus and all the gods smile upon our meeting, so that all you serve your people well, but you cannot alter my opinion in this matter. I must refuse. Thằng này chiếm nốt lại cái tỉnh này cho anh xem nào. Are you brave or foolish? My ancestors. Kiểm soát được chiến trường công bắc này rồi là binh sĩ vô. Yes, Commander. Cấp 10 chắc lại sắp dẹo đến nơi rồi. Sợ ngán nhất là mấy ông chính trị gia cũng dẹo. Ngán nhất là mấy ông chính trị gia mà ông dẹo là mình chết rồi. Ôi trừ trung thành kinh thế. Ai da. Nhưng ngoại giao với mấy thằng này nó chỉ có một thành thì không sợ nó bán đất cho mình. Nó có một thành thì nó bán làm sao được. Nhưng mấy thằng này, à thằng này có thành. Nhưng nếu nó bán cho mình một cái đảo trên kia thì cũng ngon. Bán cho thì cũng ngon. Cộng 12 điểm, cộng 26 điểm. Đói, thằng này chiếm lại cái vùng... À kìa. Vãi cả thanh niên này. Chán sống à? Hội những thanh niên thích chán sống à? Nó dám tấn công vào cái thành đấy của anh. Nó lò mò ở đây à? Hội thanh niên thích chán sống rồi. What
do you wish of me? We hunger for battle. Victory for Rome! Victory for Rome! Oh. Đủ lực lượng để đánh vào đây chưa nhỉ? Ôi, bên này nó lại chiếm lại nhanh thế. Ái chà, ông đệ của mình. Phòng thủ đây cho chắc thôi chứ còn thực tế thì chắc là không thằng nào đánh được qua đây à. Tấn công cả cho anh. Rồi, hạm đội phía dưới này rồi. Chạy dọc đường này bảo vệ chư hầu dọc này á. Thanh niên này tạm đứng ở đây đi. Thành quách của chúng mày. Mấy châu Phi này phát triển cũng gớm nhỉ. Đúng thanh niên châu Phi này cũng gớm hết. Welcome friend. Let us conclude our business with good. Then. Thằng Ai Cập. Ai Cập và Phong. Hai thằng này chiến tranh mãi với nhau không xong. Chờ có đủ lực lượng đã. Ủa ai đây rồi? Thêm một quân đoàn nữa sang Trung Đông. Bên ngay mà, quân nổi dậy đây rồi. Chuộc tướng lĩnh của mình. Ngớm kia. À, tướng của mình lên cấp này. Cộng 2 Altony. 2 Moral. 2 G. Nó thích chết rồi. Chơi luôn. Victory for Rome! Is that all? Wipe them out! Cho các cái phe này nó đi đánh nhau ấy, không thì tinh thần chúng nó giảm ác quá. At your command. I want hourly patrols, commander. Advance. My skill. Ready for battle. Commander.
khó nhỉ. Trời ơi, mấy đệ của mình. Ơ thằng này khá phết này, quân nó đông phết đấy. Hải quân này, lục quân này, toàn full đấy chứ. Ơ toàn full cả. At your command. Giờ mình không thích đánh nhau mà mình chỉ thích yểm trợ cho chư hầu thôi. Yểm trợ cho chư hầu đánh nhau. Đây rồi. We still have a good wind. Đánh như cu. Có quân của anh điểm trợ rồi. Ready for orders. On the move. March. Destination reached. Your orders. Ông ấy cặp này, ui dồi ôi, vẫn chưa phát triển lên được tí nào. Không tiến lên đất của thằng Đức đâu. Đất của thằng Đức này khó chơi lắm. Ready for battle. March. Lạnh. Tấn công quân nổi dậy đi. Make haste, men. Tăng tí điểm kinh nghiệm lên đấy. Mùa đông tuyết rơi này. Úi dồi. Đứng cấp 2. Ready for orders. We hunger for battle. At once. Retro Dava. Puerto Rico. Okay. Lại có quân nổi dậy đây à? Nổi dậy gì mà lắm thế. Không ai gọi một quân đoàn lên á. Làm gì đã có điều kiện mà gọi quân đoàn. Làm gì đã có điều kiện mà gọi quân đoàn. Thằng này sao Anthony nó cao thế nhỉ? Đứng cấp 1 mà. À nó có thằng này phụ trợ. Bảo nào bảo quái. Đứng cấp 1 là gì nó cộng cao thế. Ơ thế thằng này không chịu đánh à?
mình cử hẳn một quân đoàn đứng đây để hỗ trợ nó mà nó không thèm đánh này. Không biết là nó còn muốn gì nữa. Thua. Đánh tới đây à? Ready for battle. Thằng này cướp bóc đất của mình. Đệ này chưa thấy đánh quân địch à? Quái nhé. Nó chạy rồi này. Nó chạy rồi này. Is there nothing else? It is an but your backs into it, you men. The way ahead is blocked. Nó chạy rồi. Chiến đi. Chiến đây. Rồi ôi, đây. Nó còn cái quân đoàn ở đây thôi. Sợ gì nó. Cái thành của nó sắp có nổi loạn hết cả. Cái trên này bọn Đức này lại phản công ghê lắm nhỉ. Thanh niên này đang hết lương thực. Thanh niên này đang hết lương thực. Your people are wise and admired. Được. Thích đồng minh, đồng minh. Spirits tell us that we should offer you gold. We do not argue with spirits. Xong. Không cần phải chiến tranh thêm nữa. Việc còn lại cứ để cho bọn đệ nó giải quyết vậy. Giải quyết với bọn người anh nữa. Commander, make haste, men. On the move. Concealed from view. Quân rebel này đông thế. Quân rebel khắp nơi. Rebel khắp nơi. Come, let me hear you. I. Xong. Chúng ta còn một cái chấm ở dưới này à? Một cái chấm nhỏ lãnh thổ ở dưới này. Your orders. Put your backs into it, you men. For honor and glory.
mấy thằng Đức thì kệ nó đi. Giờ là lúc để tính đến người Anh rồi. Ba quân đoàn cơ mà, ở đây có ba quân đoàn. Không phải quân đoàn này nữa đâu à. Mình mới tiến đến đây là nó đã hoảng sợ, nó bỏ chạy rồi. Bắt nốt thằng này là chi hầu đúng không nhỉ? Thằng này này. Are you brave or foolish or just mad? Well, speak. I will listen before I turn you inside out. Không chịu à? Chắc mình phải đập cho nó một trận thì nó mới chịu. Các quân đoàn ở Trung Đông. À đây rồi. Cuối cùng thì anh này anh cũng chịu chiến. Vãi thật. Attack. Ready for orders. None will escape. We hunger for battle. Ai hảo ôi, nó toàn xạ kỵ kìa. Toàn xạ kỵ kìa. Kiểm soát được nước Anh ấy thì mình sẽ phục hưng lại nền Cộng Hòa lại. Fuck, khó nhìn lắm. Mưa thì tệ hơn. Oh. Nó rất nhiều lính, các đơn vị à. Ô, oh. Quân đoàn này. À đây. Ready and waiting. Ready and awaiting orders. Grouped and ready. Ready and waiting. Grouped and ready. Commander. Battle group ready and awaiting orders. Give them fire. À dạ, noob sauce. Battle group awaiting your word. At your service. Melee troops. À này. Romans. I pray that to Mars there are enough enemies for us all to gain a little honor. Xe bắn đá loại to này bắn chắc là mạnh. Xạ kỵ của phương Đông, xạ kỵ của phương Đông. Nó bắn được xa này thì nó sẽ bắn nhanh, sẽ nhanh được bắn, giải quyết nhanh cái bọn ngựa này ạ. Bất sơn hóc phí tử. Này á. Mấy cái thằng Trung Đông này từ ngày xưa chúng nó cứ xuống này nó quấn căn kín người này rồi. Đến bây giờ nó vẫn quấn. Con gì chạy ở đây đấy? Chó à? At your service. Reload with haste. Now. Commander, attack
archers! Yes! Ready! Yes, Commander! Toàn đang quân tầm xa. Nó đông thế. Rồi cho nó áp sát à. Mình chỉ mong cho nó áp sát à. Rồi. Úi dồi. Áp sát vào. Ôi, chúng nó áp sát rồi. Cố lên anh em. Bắn bọn ngựa trước đã. Cứ bình tĩnh, đánh cho bọn phương đông này không thể nóng vội được. Rồi, nó áp sát rồi. Ra đội hình ra. Đây. Đây chỉ là bọn cung thủ. Bắn bọn này cho anh. Jupiter gives us strength. Let's go. Melee infantry ready. On me at speed. Okay. Không biết làm gì. Bắn. Romans ready for duty. At speed. Mình Pesturo lên không bị chết bây giờ. Một thằng vẫn dẻo. Cái đội xạ kỵ của nó gớm lắm. Ôi EDT này, đây là cung thủ đời cuối của phương Đông đấy. Mày này. Ready for orders. Láo có tổ chức. What? Có. Cái tỉnh này mà để cho thằng quay vào đây. Ba thằng này đánh vào đây. Đây còn một thanh niên nữa. Ra đây. Lên đây đã. Không vội vàng. Đây nữa. Hi. Đủ lực lượng để xử lý chúng nó luôn. Tốt rồi, phía bắc này mấy thằng đệ mình làm việc tốt phết này. Đánh tan tác con nó rồi. Đang dồn quân ra sang chiến trường nước Anh nữa. Liên My honorable master would have me talk of gold. A lump sum. I will be honest. The sword was drawn, but now it is blooded. End this feud. Không trở thành chư hầu của anh thì không thể có giải pháp nào khả khác hết. Mình phải tái chiếm nước Anh.
lại sinh con, lại có một cô con gái trưởng thành rồi. Được chưa nhỉ? Bây giờ chuyển sang nền Cộng hòa được chưa? Chúng ta đã chuyển sang đất nước sang nền Cộng hòa rồi, bây giờ thì ai ơi, trung thành của các phe nó giảm như thế này thì chết rồi. Căng nhỉ, chuyển sang nền Cộng hòa nó cũng khổ, không đơn giản thế nào. Đây, bây giờ mình phải chọn hỗ trợ cho các phe này á. Tất cả các phe nó đều hỗ trợ ở khu phía đông này hết à. Bây giờ phải tăng vào cái trung thành. Cái này là 1 này. Vùng Ai Cập là 2 này. Vùng nào nhỉ? Syria, Jordan. Syria, Armenia. Vùng này nữa đây. Syria, đây Armenia, vùng này, vùng nào nữa? Palmyra, cả Palmyra này nữa. Trời đất. Dù sao thì mình cũng phải khôi phục lại nền Cộng hòa chứ. Mình phải làm đúng những gì mình đã cam kết chứ. Bộ cái này nó sẽ giảm áp kíp cho các quân đoàn. Tăng nhiệt tình lên. Đồng thời nó cũng tăng cả trung thành nữa. Cho lấy vợ này. Bổ nhiệm nó này. Ồ. Tốt kém vãi trưởng 14.000. Còn 75.000. 14.000. Ồ. Khỏi. À, thanh niên này lấy vợ được rồi. Lấy vợ được rồi này. Lấy vợ được, cho lấy vợ luôn. $18,000, ủa. Đắt đỏ thế nhỉ. Lấy vợ được này. Lấy vợ được, cho nó lấy vợ luôn. Xem nào. Phe này vẫn trừ 23. Phe trên cùng trừ 23. Cho bọn này đi lấy vợ mà. Bây giờ chúng ta đã chuyển đất nước sang đến nền Cộng hòa rồi. Nó chuyển sang nền Cộng hòa này, chúng nó lấy vợ ấy chồng nhiều thế nhỉ? Nãy có chịu lấy không? Đấy. Wow.
trừ 21 điểm cả. Trừ 21 điểm chắc phải đi ngoại giao rồi. Ngoại giao với mấy cái thằng mà nó chỉ có một tỉnh. Cho nó khỏi bán đất. Ôi rồi, còn phe này trừ 19 nữa, phe này trừ 1. Chuyển sang đến Republic phát giảm các thứ đáng kể nhỉ. Thôi rồi, cứ qua lượt này xem tình hình có thằng nào làm đảo chính quân sự không. Chắc làm gì mà mấy một lượt nó đang đảo chính được. Dám đảo chính ư? Nick. Mình chia quyền lực lại cho các phe mà nó lại dám làm đảo chính á. Nhưng nếu có thì càng vui. Nào, để xem nào. Ô, lại đến cái ông Rome đỏ ở Rome kìa. Lại chiếm đấy. Chiếm nó lại chiếm lại rồi. Mình giữ làm sao được, biết ngay. Nói chưa dứt câu. Set aside thoughts of... Chuyện gì sẽ xảy ra? Chưa có chuyện gì xảy ra cả. Chưa có chuyện gì xảy ra cả. Chưa có chuyện gì xảy ra cả. Chưa có chuyện gì xảy ra hết. Mắc à? À đây, còn nhánh này chưa mắc. Xem đó, từ từ xem trung thành góc phe nó chứ nào. Thằng này trừ 14, trừ 22. Trừ 14, thằng này lên rồi. Thằng này thì xong rồi. Vấn đề là nó vẫn âm nhiều quá nhỉ. Nền Cộng Hòa thật là khó chịu. Đi ngược lại với lịch sử thật là khó. Republic thì bây giờ tướng của mình sẽ không còn là hoàng đế nữa rồi, mà chỉ là một tướng thôi chứ không còn là hoàng đế nữa. Vùng này bây giờ lại thuộc ảnh hưởng của mình. Armenia lại thuộc ảnh hưởng của mình. Bây giờ lại sang vùng này. Quái dị. Armenia bây giờ lại thành ảnh hưởng của mình. Một, hai, ba, bốn. Mấy cái hỗ trợ đâu hết rồi. Ready for battle. We hunger for battle. Ready for battle. Besieging settlement. Sao mà nó toàn lính đánh lao trong thành thế này? Trời này khó rồi. We
take this settlement for Rome! Settlement for Rome! We hunger for battle. None will escape. Laying siege to the settlement! Khó rồi, khó rồi. We hunger for battle. Advance. We hunger for battle. Chuyển sang nền Cộng hòa đau đầu ghê nhỉ. Các phe phái bây giờ nó đúng là đi ngược lại với lịch sử thì không bao giờ là dễ dàng. Rồi. Chứ ba. Cũng chuyên thua. Cho đi làm ngoại giao mà cộng có 5 trung thành. Tiếp đến phe này. Hết tiền được à? Càng nhỉ. Càng nhỉ. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ với bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau. Các bạn thấy không? Dân chủ không bao giờ là dễ dàng.